người đàn ông thứ hai trong cuộc đời của Hoàng Dược Mai, Phương Hiệp Văn, cũng là chồng tương lai của cô ấy, cuối cùng cũng xuất hiện ở tập 13 khi Hoàng Dược Mai bắt đầu nhập học. Sau cú sốc với tình đầu, cuộc sống của Hoàng Dược Mai hoàn toàn bị đảo lộn. Cô ấy đã khiến cho ba mẹ rất lo lắng. Nửa đêm gọi điện nhắn tin cho mẹ, sau đó lại cắt đứt liên lạc. Ngày hôm sau trở về nhà, Hoàng Dược Mai đã bị ma mắng té tát. Cố gắng cân bằng lại mọi thứ, Hoàng Dược Mai muốn vùi mình vào công việc để quên đi nỗi đau trong lòng. Nhưng sếp của cô ấy đã nhìn thấu mọi vấn đề của Hoàng Dược Mai, thẳng thắn nói với cô ấy rằng công việc không phải là thứ để cô ấy điều trị vết thương. Bị nói trúng tim đen, Hoàng Dược Mai đã cố tỏ ra bình thường để che giấu. Cô ấy nói là mình chủ động chia tay, không hề chịu tổn thương. Nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhận ra Hoàng Dược Mai bị mối tình đầu giằng xé tới mức trái tim đã thủng lỗ chỗ. Người đề nghị chia tay trước luôn là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Cảm thấy bản thân cần phải thay đổi môi trường sống, Hoàng Dược Mai quyết định dừng lại tất cả để đi học. Trong buổi nhập học đầu tiên, khi Hoàng Dược Mai đang làm thủ tục đăng ký nhập học, thì vừa khéo Phương Hiệp Văn cũng có mặt ở đó. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Hoàng Dược Mai, Phương Hiệp Văn đã bị thu hút. Dường như anh ấy đã yêu Hoàng Dược Mai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc trông thấy cô gái xinh đẹp kéo hành lý đi qua trước mặt mình, Phương Hiệp Văn đã nhìn theo một cách ngẩn ngơ. Khi sự tỉnh lại, anh ta đã chủ động tới xin giúp đỡ Dược Mai kéo hành lý một cách ngốc nghếch. Rõ ràng là rất muốn làm quen với người ta, nhưng lại lựa chọn một phương thức không thể ngốc nghếch hơn. Tất nhiên là Phương Hiệp Văn đã bị từ chối ngay lập tức. Ngay cả khi bị từ chối thì anh ấy cũng không hề bỏ cuộc. Sau đó Phương Hiệp Văn vô tình phát hiện ra lớp học của Hoàng Dược Mai, lại vô thức đứng nhìn rồi cười trộm. Thậm chí anh ta còn tìm thấy chỗ Dược Mai làm thêm rồi tìm cách tiếp cận cô ấy. Thời gian này, nhìn thấy Hoàng Dược Mai đang tự cô lập chính mình, Hoàng Trấn Hoa đã cố gắng tìm cách giúp Dược Mai cân bằng lại. Anh ấy vẫn cho rằng Dược Mai và Trang Quốc Đống chia tay chỉ vì khoảng cách xa. Khi gặp Trang Quốc Đống, Hoàng Trấn Hoa đã đề nghị Trang Quốc Đống chủ động làm lành với Dược Mai. Còn bên này, Phương Hiệp Văn sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội làm quen với Dược Mai. Bởi vì mới chuyển vào nhập học nên Hoàng Dược Mai vẫn chưa ổn định chỗ ở. Nhân cơ hội Hoa Hồng đang cần có người giúp đỡ, Phương Hiệp Văn đã nhanh chóng chớp thời cơ. Đây là lần đầu tiên Phương Hiệp Văn có cơ hội được làm quen chính thức với đóa hoa hồng của anh ấy. Có lẽ vì không phải cao thủ tình trường như Trang Quốc Đống nên cách nói chuyện của Phương Hiệp Văn vẫn còn có phần ngờ nghệch. Sau khi biết Phương Hiệp Văn ở Phúc Đán, Hoàng Dược Mai đã có chút bất ngờ. Anh ấy còn tiết lộ thêm, tại buổi chào đón tân sinh viên, hai người đã từng gặp mặt. Anh ấy là nghiên cứu sinh của khoa máy tính. Hoàng Dược Mai cảm thấy khó hiểu, bởi vì cô ấy là sinh viên của khoa tâm lý, không cùng khoa với Phương Hiệp Văn. Hơn nữa có lẽ Hoàng Dược Mai cũng đã không còn nhớ anh chàng ngốc nghếch đến xin kéo giúp vali cho mình ngày hôm ấy. Câu chuyện của cả hai đi vào ngõ cụt vì cách nói chuyện vô cùng nhạt nhẽo của Phương Hiệp Văn. Tuy nhiên may mắn thay, ngôi nhà mà Phương Hiệp Văn tìm giúp cho Hoa Hồng lại khiến cho cô ấy rất vừa ý. Mặc dù Phương Hiệp Văn không quá xuất chúng, cũng không có bề ngoài hào nhoáng, tuy nhiên sau bài học từ mối tình đầu, sự chân chất, thật thà của Phương Hiệp Văn đã gợi mở nên một sự khởi đầu cho mối quan hệ của hai người.